Huỳnh Ngân xin chào tái ngộ quý khán giả của The Saigon Post trong bản tin tổng hợp Thế giới 24 giờ. Chương trình hôm nay của chúng ta sẽ có những nội dung chính sau. Tờ Telegraph của Anh cho biết, các kỹ sư Ukraine tuyên bố họ đã thiết kế một tên lửa nhân dân giá rẻ được chế tạo với tầm bắn gần gấp đôi tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp. Hôm nay, nước Anh sẽ chứng kiến một sự kiện vô cùng đặc biệt. Lễ đăng quang của nhà vua Anh, Sát Đệ Tam, chính thức trở thành người đứng đầu hoàng gia Anh. Ông Tập kêu gọi cải cách giữa nỗi lo về khủng hoảng nhân khẩu học đang ngày một gia tăng của Trung Quốc. Tòa án Berlin đã dỡ bỏ lệnh cấm mang cờ Ukraine đến đài tưởng niệm kết thúc Thế chiến vào ngày 8-9 tháng năm tới. NASA và Lockheed Martin vinh danh công ty công nghệ của người Mỹ gốc Việt ở California vì những đóng góp to lớn cho nền công nghiệp quốc phòng và không gian của Hoa Kỳ. Bộ Công an Việt Nam cho biết. Kết luận điều tra vụ án liên quan bộ kit xét nghiệm của Việt Á phải kéo dài sang quý 2, chứ chưa thể hoàn tất trong quý 1 như dự kiến. Phần tin chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, tờ Telegraph của Anh cho biết các kỹ sư Ukraine tuyên bố họ đã thiết kế một tên lửa nhân dân được chế tạo với tầm bắn gần gấp đôi tên lửa HIMARS do phía Mỹ cung cấp. Tên lửa sử dụng công nghệ tương tự như tên lửa V1 của Đức, về cơ bản là một ống thép chạy bằng động cơ gắn với một cặp cánh lượng và được bắn từ máy phóng. Nhóm chống Nga có tên Vizhit là tác giả của thiết kế tên lửa có tên là Trambita này. Vizhit nói rằng tên lửa có thể được sản xuất với chi phí thấp từ các vật liệu hàng ngày. Theo nhóm Vizhit, tên lửa chế tạo trong gara sẽ không thể tấn công với độ chính xác như các hệ thống tên lửa dẫn đường bằng laser. Nhưng khi phóng một loạt 20 tên lửa, vũ khí mới có khả năng vượt qua hệ thống phòng không của kẻ thù và tấn công mục tiêu ở độ sâu vừa đủ. Các video ban đầu về tên lửa nhân dân được chia sẻ trên mạng xã hội dường như cho thấy các nhà chế tạo đang khai hỏa một động cơ phản lực thô sơ. Các kỹ sư Ukraine tuyên bố việc sử dụng xăng làm nhiên liệu có thể đẩy tên lửa đi khoảng 140 km, gấp đôi tầm bắn của tên lửa HIMARS mà Mỹ cung cấp. Theo các nhà phát triển, Trembida sẽ tạo ra một tín hiệu nhiệt được các hệ thống phòng không của đối phương thu được, sau đó hệ thống đó sẽ bắn các loại đạn dược đắt tiền để hạ gục tên lửa rẻ tiền này. Các nhà phát triển cho biết, tên lửa đơn giản của chúng tôi rẻ hơn rất nhiều so với tên lửa từ các hệ thống tên lửa phòng không của kẻ thù. Họ tuyên bố tiếng ồn động cơ 100 decibel cũng sẽ có tác động về mặt tinh thần đối với quân đội Nga tên lửa V1 hay Duderberg của Đức Quốc xã từng khủng bố người dân London trong Thế chiến thứ hai với tiếng kêu đặc biệt của nó. Hamish de Braden, một cựu tư lệnh NATO cho biết, vũ khí cải tiến có thể rất hiệu quả và người Ukraine rất khôn ngoan. Chúng có thể là một hệ số nhân lực lượng khổng lồ, đặc biệt là để tiết kiệm việc sử dụng vũ khí tinh vi của phương Tây. Không chỉ ra mắt tên lửa nhân dân, các xưởng chế tạo trên khắp đất nước bị chiến tranh tàn phá, còn có nhiều sáng kiến như biến những chiếc xe bán tải thành bệ phóng tên lửa Grad và phát triển các thiết bị nổ điều khiển từ xa sau khi các lực lượng Nga bị đẩy lùi khỏi các khu vực ở miền đông Ukraine bởi cuộc phản công của Ukraine vào năm ngoái, Minh vẫn còn trên nhiều cánh đồng, khiến nông dân gặp nguy hiểm khi gieo hạt cho vụ thu hoạch mới. Trong cái khó ló cái khôn, họ đã nghĩ ra một cách để gỡ Minh bằng cách gắn máy kéo của mình với các tấm thép bảo vệ lấy từ xe tăng Nga bị bỏ lại và vận hành xe bằng điều khiển từ xa. Máy kéo có thể chịu được các vụ nổ khi sử dụng lớp giáp từ các phương tiện quân sự bị hư hại của Nga để bảo vệ thân xe. Ông Kripsov, giám đốc một công ty nông nghiệp tư nhân cho biết, chúng tôi bắt đầu làm cách này chỉ vì thời điểm gieo trồng đã đến và các dịch vụ cứu hộ đang rất bận rộn. Thưa quý vị, hôm nay, nước Anh sẽ chứng kiến một sự kiện vô cùng đặc biệt, lễ đăng quang của nhà vua Anh Jacques Đệ Tam. Nhà vua Jacques Đệ Tam sẽ thực hiện lễ đăng quang với các nghi thức truyền thống, chính thức trở thành người đứng đầu hoàng gia Anh. Thưa quý vị, lễ đăng quang của vua Charles Đệ Tam sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ theo giờ Anh, tức 17 giờ giờ Việt Nam tại Tu viện Westminster ở London. Đây là nơi diễn ra lễ đăng quang của các bậc quân vương tại Anh kể từ năm 1066. Buổi lễ sẽ do Tổng giám mục Canterbury Justin Welby chủ trì. Sự kiện bắt đầu bằng lễ diễu hành của quốc vương, vua Sát Đệ Tam và vương hậu Camilla ngồi trên cổ xe ngựa Diamond Jubilee di chuyển từ cung điện Buckingham qua đường phố London đến tu viện Westminster. Diamond Jubilee là cổ xe ngựa đặc biệt được chế tạo nhằm kỷ niệm 60 năm trị vì của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và sử dụng lần đầu vào năm 2014. Nội thất của cổ xe là những món đồ gỗ được lấy từ những tòa nhà và cung điện lịch sử trên khắp nước Anh. Trên đỉnh gắn một chiếc vương miệng mạ vàng. Quãng đường diễu hành bằng xe ngựa dài khoảng 2 km, ngắn hơn nhiều so với hành trình 7,2 km mà nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã thực hiện hơn 70 năm trước. Nghi lễ đăng quang của một vị quân vương tại Anh gần như không thay đổi trong hơn 1.000 năm qua. Tuy nhiên, quy mô và thời lượng lễ đăng quang của vua sát đệ tam dự kiến được thu gọn. Buổi lễ sẽ kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ với sự tham gia của hơn 2.000 khách mời trong đó có nhiều nguyên thủ quốc tế. Số lượng khách mời này khiêm tốn hơn nhiều so với khoảng 8.000 khách dự lễ đăng quang của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị vào năm 1953. Trong gần 1.000 năm qua, các vị vua và nữ hoàng Anh đăng quang tại tu viện Westminster ở London. Tại đây, vua sát đệ tam sẽ được trao vương miện Saint Edward và tuyên thệ dinh giữ và bảo vệ luật pháp giáo hội Anh. Vua sát đệ tam sẽ không phải là người duy nhất lên ngôi trong buổi lễ này. Phu nhân của ông, bà Camilla, cũng sẽ trải qua một nghi lễ nhỏ hơn để chính thức được phong ngôi vị hoàng hậu. Sau lễ đăng quang, vua sát đệ tam và hoàng hậu Camilla sẽ diễu hành qua đường phố London để trở lại cung điện trên cổ xe vàng huyền thoại Golden State Coach 260 năm tuổi. Hiện tại, các công tác chuẩn bị cho lễ đăng quang đã hoàn tất. Trong đó, an ninh cũng được thắt chặt và theo như Bộ trưởng An ninh nước này, lễ đăng quang của vua sát đệ tam là một trong những sự kiện bảo vệ an ninh nghiêm ngặt nhất trong lịch sử Vương quốc Anh. Kính thưa quý vị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các quan chức hàng đầu tăng cường nỗ lực duy trì tỷ lệ sinh và mức dân số thích hợp, sau khi dữ liệu trong những tháng gần đây cho thấy sự đảo chiều về nhân khẩu học đang gia tăng đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Kinh tế và Tài chính Trung ương kể từ cuộc cải tổ lãnh đạo vào tháng 10, ông Tập đã nêu bật các xu hướng bao gồm tỷ lệ sinh thấp, dân số già và sự khác biệt giữa các khu vực. Chúng ta phải hiểu đầy đủ và xử lý đúng đắn các tình huống mới về sự phát triển nhân khẩu học của đất nước chúng ta, ông Tập nói. Theo thông tin được đăng trên trang web của Chính phủ Trung ương, ông nói điều quan trọng đối với trung quốc là tập trung vào việc cải thiện chất lượng dân số trong khi vẫn duy trì tỷ lệ sinh và quy mô dân số phù hợp Ông Tập kêu gọi cải thiện các kế hoạch phát triển dân số của Bắc Kinh để đáp ứng tình hình mới. Thông điệp này được đưa ra sau xác nhận gần đây rằng dân số Trung Quốc bắt đầu giảm vào năm 2022, lần đầu tiên sau 60 năm, cột mốc mới nhất trong thách thức nhân khẩu học ngày càng trầm trọng. Lực lượng lao động của đất nước đã giảm hơn 41 triệu người trong 3 năm qua, phản ánh tác động của đại dịch coronavirus đối với nền kinh tế và sự suy giảm dân số trong độ tuổi lao động. Trong khi đó, Trung Quốc đã bị Ấn Độ vượt qua để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới theo dữ liệu của liên hợp quốc công bố vào tháng trước các quan chức hàng đầu tại cuộc họp hôm thứ sáu cũng hứa sẽ đẩy nhanh việc xây dựng một hệ thống công nghiệp hiện đại đầy đủ tiên tiến và an toàn để duy trì lợi thế chiến lược trong sự phát triển trong tương lai và cạnh tranh quốc tế tuyên bố nói rằng đảm bảo an ninh công nghiệp là ưu tiên của các ưu tiên và cần nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt được những đột phá về công nghệ cốt lõi thủ tướng trung quốc lý cường tham dự cuộc họp với tư cách là phó giám đốc của ủy ban Chánh văn phòng Thái Kỳ và Đinh Tiết Tường, Phó Thủ tướng cũng có mặt với tư cách là thành viên của ủy ban. Với một loạt lệnh cấm, cảnh sát muốn ngăn chặn việc kỷ niệm Thế chiến 2 bị lạm dụng để tuyên truyền chiến tranh. Rốt cuộc, bây giờ cờ Ukraine đã có thể được trưng bày tại các đài tưởng niệm của Liên Xô. Giờ đây, cờ Ukraine có thể được treo vào ngày 8 và 9 tháng 5, xung quanh ba đài tưởng niệm của Liên Xô ở Berlin để kỷ niệm ngay kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai cách đây 78 năm. Tòa án hành chính ở Berlin đã đảo ngược lệnh cấm tương ứng vào tối hôm qua. Cảnh sát Berliners đã đăng một tweet trong đêm rằng tòa án đã đánh giá khác nhau về đánh giá mối đe dọa và cho phép trưng bày cờ Ukraine, cũng như các bài hát hành quân và quân sự của Ukraine tại các địa điểm được chỉ định, riêng đối với cờ Nga vẫn sẽ bị cấm như cũ. Trước đây, cảnh sát đã có lệnh cấm treo cờ Nga và Ukraine xung quanh đài tưởng niệm của Liên Xô ở một số quận của Berlin trong ngày 8 và 9 tháng 5. Hai ngày này đánh dấu kỷ niệm 78 năm kết thúc Thế chiến II ở châu Âu. Để đảm bảo lễ tưởng niệm trang nghiêm, những người lính đã ngã xuống của quân đội Liên Xô khi đó. Cảnh sát đã thông báo rằng việc phát các bài hát quân đội xung quanh ba đài tưởng niệm hay mặc đồng phục quân đội và giải băng của Thánh George cũng bị cấm. Ngoài ra, quy định còn đưa ra những câu khẩu hiệu mà do tình hình hiện tại có khả năng kết thúc chiến tranh ở Ukraine để kêu gọi ủng hộ hoặc để tôn vinh. Cấm rõ ràng là bất hợp pháp, luật sư Patrick Hammond cho biết và đã nộp đơn khẩn cấp cho câu lạc bộ Ukraine Viz vào ngày hôm qua. Tòa án hành chính đã đệ đơn chống lại lệnh cấm cờ và biểu tượng Ukraine, ông nói với tờ báo. Tòa án hành chính đã thừa nhận quan điểm pháp lý của chúng tôi. Lệnh cấm treo cờ Ukraine rõ ràng là không hợp lý bất kỳ ai sử dụng quyền cơ bản của mình để công khai thừa nhận quốc gia ukraine và các nạn nhân lịch sử của nó trong sự thất bại của chủ nghĩa xã hội quốc gia đều không phải là mối đe dọa đối với an ninh công cộng lệnh cấm treo cờ vào năm ngoái trong bối cảnh căng thẳng chiến tranh nga ukraine đã gây ra nhiều chỉ trích từ phía ukraine bao gồm cả từ đại sứ ukraine lúc bấy giờ tại đức vào ngày 3 tháng 5, Avatar Machine, một công ty chuyên về các dịch vụ sản xuất các thiết bị hàng không vũ trụ của người gốc Việt tại thành phố Mountain Valley, bang California, được phái đoàn của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ NASA và công ty sản xuất vũ khí Lockheed Martin đến thăm và vinh danh. Avatar Machine đang hợp tác với Lockheed Martin, một công ty chuyên về an ninh hàng không vũ trụ toàn cầu, với phần lớn hoạt động kinh doanh với Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và các cơ quan chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Phái đoàn đến thăm và ghi nhận về những đóng góp của công ty Avatar Machine cho chương trình Artemis, một chương trình của NASA với mục đích sẽ đưa người phụ nữ đầu tiên và người da màu đầu tiên lên mặt trăng, sử dụng các công nghệ tiên tiến để khám phá bề mặt của mặt trăng. Trao đổi với đài VOA, ông Frank Nguyễn, tổng giám đốc của Avatar Machine, chia sẻ, khoảng 7-8 năm nay, NASA đã liên lạc với công ty chúng tôi, nói thấy đồ của Avatar Machine thông qua Lockheed rất chất lượng và đúng giờ và người của NASA xuống để cảm ơn chúng tôi và hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục làm những gì mà chúng tôi đã làm trong 15 năm qua để cho các hãng khác làm chung sẽ thành công trên nước Mỹ, ông nói. Ông Frank Nguyễn cho biết ông thành lập công ty Avatar Machine năm 2008 cùng với ông Liêm Đỗ, đồng sáng lập, sản xuất thiết bị cho máy bay và phi thuyền của công ty Lockheed Martin. Nhưng công ty của ông không ngờ là công ty Lockheed Martin bán thiết bị của Avatar Machine cho NASA làm thiết bị cho NASA có hai cái quan trọng nhất là đúng hẹn và chất lượng sản phẩm. Ông Frank nói, những phàn nàn hay hoàn trả sản phẩm làm cho Lockheed Martin và NASA chưa bao giờ xảy ra. Theo báo người Việt, buổi thăm viếng của đại diện NASA và Lockheed Martin và trao bằng khen của chính quyền địa phương có sự tham gia của thị trưởng thành phố Fountain Valley, bà Kim Constantine, cựu thị trưởng thành phố Fountain Valley ông Michael Võ và các đại diện của các dân cử quần cam như dân biểu trí tạ, Thượng nghị sĩ California Janet Nguyễn, cùng đại diện của dân biểu liên bang Michael Steele. Trên trang Twitter của thượng nghị sĩ Janet Nguyễn của địa hạt 36 bang California, bà đã chúc mừng công ty Avatar Machine đã được NASA ghi nhận với tất cả sự chính trực và cống hiến cho chương trình không gian Artemis. Với sự giúp đỡ của công ty, bà Janet viết, Hoa Kỳ sẽ đưa các phi hành gia trở lại mặt trăng cũng như một phần của thành phố Fountain Valley. Trên trang web của mình, NASA ghi nhận sự đóng góp của Avatar Machine trong số những nhà cung cấp để chế tạo máy bay X-59 cho NASA. Máy bay X-59 sẽ tạo dữ liệu về phản ứng với âm thanh mà nó tạo ra, và thiết bị này được kỳ vọng sẽ dẫn đến sự thay đổi trong quy tắc cấm các chuyến bay siêu âm thương mại qua lãnh thổ Hoa Kỳ. Với 23 nhân viên làm việc, công ty Avatar Machine chuyên về các dịch vụ gia công công nghệ điều khiển số CNC cho nhiều yêu cầu thương mại và công nghiệp, bao gồm cả hàng không vũ trụ với mục tiêu hướng tới độ chính xác. Chương trình Artemis của NASA viết, Chúng tôi sẽ hợp tác với các đối tác thương mại và quốc tế và thiết lập sự hiện diện lâu dài đầu tiên trên mặt trăng. Kính thưa quý vị, Kết luận điều tra vụ án liên quan bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty cổ phần Việt Á phải kéo dài sang quý 2, chứ chưa thể hoàn tất trong quý 1 như dự kiến. Phát ngôn nhân Bộ Công an Việt Nam, Trung tướng Tô Ân Sô thông báo như vừa nêu tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 4 diễn ra vào chiều ngày 5 tháng 5 tại Hà Nội. Lý do của sự chậm trễ được ông Tô Ân Sô cho vì tính chất phức tạp của vụ án Việt Á. Ngoài ra, hiện có quá nhiều vụ án cần phải điều tra, Thời điểm quý 2 có kết luận điều tra vụ án Việt Á là một phấn đấu của cơ quan điều tra. Trong vụ án này, công an đã khởi tố hơn 100 bị can, phong tỏa, kê biên khoảng 1.700 tỷ đồng. Cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sau khi bị mất chức trong lời tư nhiệm nói rằng vợ con ông không hề dính líu đến vụ Việt Á. Vụ án tại công ty Việt Á bắt đầu vào tháng 12 năm 2021. Khi Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á, cùng 4 cấp dưới, cựu Giám đốc CDC Hải Dương và kế toán trưởng đơn vị này, các lãnh đạo của Việt Á bị cáo buộc đã thổi giá bộ ký xét nghiệm COVID-19 lên khoảng 45% và đút lót cho các đối tác khoảng 800 tỷ đồng. Trong số những người bị bắt và khởi tố có cả những lãnh đạo cấp cao của chính phủ bao gồm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh và hàng chục lãnh đạo cán bộ CDC, Sở Y tế các tỉnh, thành phố. Ngoài ra, đối với vụ án liên quan ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết dự kiến sẽ bị đưa ra xét xử vào tháng 6 tới đây. Theo lời ông Sô, đây cũng là một vụ án phức tạp phải điều tra bổ sung đến 5 lần kể từ năm 2019 đến nay. Vào ngày 5 tháng 7 năm 2019, ông Lê Thanh Thản bị công an thành phố Hà Nội khởi tố nhưng không áp dụng biện pháp ngăn chặn. Đến ngày 21 tháng 4 năm 2023, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo ban hành quyết định truy tố ông về tội lừa dối khách hàng liên quan đến một dự án xây dựng ở tỉnh Hà Tây, cũ, từ năm 2008. Ông Thắng bị cáo buộc đã bán 488 căn hộ cho 488 khách hàng không được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, sổ đỏ, thu lợi bất chính tổng số tiền là 481 tỷ đồng. Ông Thắng bị truy tố theo điều 198 Bộ luật hình sự 2015. Khung truy tố ở tội này, hành vi lừa dối khách hàng có thể bị phạt tiền từ 100 đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm bản tin của chúng tôi đến đây cũng xin được kết thúc cảm ơn quý vị đã theo dõi đến cuối bản tin hy vọng quý vị sẽ tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút like share cũng như đăng ký kênh còn bây giờ xin được kính chào hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo